bánh rồi, không vòng lên nữa nha. Cô bỏ lại, cô bỏ lại. Lấy lần thứ hai rồi, cô bỏ lại đi. Cô bỏ lại, anh lấy dùm lại, bỏ lại cho người khác. Đông người lắm cô. Cô vô đi, cô lấy một phần thôi. Ra xếp hàng dùm con. Quá trời này, để người khác, người phần thôi. Mỗi người một phần thôi mấy cô chú ơi. Lấy nhiều người sau không có. Cô đi ra sau xếp hàng dùm con cô. Ra sau xếp hàng dùm con. Hôm nay em tới thì mày tới. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Tiến tới đi cô bác ơi. Thẳng đằng sau luôn, phải mày lấy thẳng đằng sau luôn à. Mỗi người một cơm. Đây, em gái các bạn nhìn này, lấy tới hai phần lận đó rồi. Em ơi, dễ thương quá. Em lấy người sau không có nhá. Mỗi cô chú một hộp cơm, một chai nước trái chuối. Còn cam không em? Hết cam rồi, rồi. Một số người ra nữa không còn cơm các bạn. Cỡ khoảng 50 người nữa ra và không còn cơm. Hết rồi, ngày mai nhá mấy chị. Sáng mai 10 giờ mời mọi người có mặt nhá. Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo phát cơm giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn. Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Cường. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi cho cô Cường cái số tiền này là 500 đô Mỹ và 500 đô Úc đã đổi ra tiền Việt Nam. Tổng cộng số đây là 19 triệu và 500 ngàn. Cô đếm đi trong khi mà con giới thiệu. Thì cái món tiền này đó là thứ nhất là của cô Châu Ngô có gửi 500 để phát cơm hồi hướng công đức cho người anh là Ngô Thiên Hào đang bệnh nặng sớm được hồi phục. Và cô cũng có nhã ý là gửi tặng cho Tuấn Dương 30 đô tiền xăng phụ với Tuấn Dương trong cái quá trình đi lại. Tiếp theo thì có cô Đặng Thị Ngọc Liên ở Melbourne, Úc Châu có nhờ chị yêu gửi qua cho Tuấn Dương là 500 đô Úc để phát cơm hồi hướng công đức cho ông bà Đặng Văn Lợi. Thì hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới cô Cường cũng như là một nửa thế giới phụ nữ. Chúc tất cả các cô, chú, anh chị, khán giả được nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là những người phụ nữ đã cống hiến hết mình cho gia đình rồi cho xã hội. Xin cảm ơn cô. Rồi cũng nhận được số tiền này của mấy chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Chúc mấy chị được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ bên gia đình. Dạ, có ủng hộ số tiền như vậy là quá mừng rồi, cho những người mà khó khăn, vâng, có ăn gì người ta ngày nay là nhận gì là người ta vui lắm đó nha. Dạ, dạ. Hôm nay thì cô Cường phát cũng khá là nhiều đồ. Thứ nhất là cơm này là cơm thịt kho mấy sườn non nha các bạn. Thì thịt kho mấy sườn non. Rồi chuối này, nước suối này, bánh mì ngọt này, cam này, rồi ngoài ra thì 2 bao gạo này sẽ gửi tặng cho các cháu ở trong bệnh viện Nhi Đồng để bếp cơm sẽ nấu cái món này, nấu cháo phụ cho mấy cháu. Rồi xin cảm ơn cô. Bây giờ thì dạ cảm ơn cô. Bây giờ xe tới thì sẽ kêu xe chở những cái phần thức ăn này lên trên nhà thương để tụi mình sẽ chuẩn bị phát đây. Các chú đang bưng lên dùm đây các bạn này. Thưa cô bác anh chị, bây giờ xe đã chất đồ lên xong thì ngày mai thì sẽ tiếp tục phát cơm nữa. Bây giờ anh ấy sẽ vận chuyển, anh ấy sẽ đóng gói mấy cái thứ này chằng buộc cho nó đỡ bị rớt. Rồi tụi mình sẽ mang lên trên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để phát. Đây đang là, bên kia là số 13 Thủ Khoa Huân nha các bạn. Nhà bà thẩm phán ở trên lầu. Đấy, kế đó là tiệm Danh Hiển, sau đó là đến Kim Travel. Đây, thưa cô bác anh chị, là bếp cơm cô Cường thì có bán cơm. Đây là cơm tấm này, cô có để vít rau lên, và khách ăn cái món gì đó là cô sẽ gắp thêm vô. Thì hôm nay mình thấy là vẫn là những cái món quen thuộc là đùi gà roti, cà ri ốc, rồi tép, cá rô kho, tép ram, mực nhồi thịt, cá kèo, cá nục, cá này cá gì ta cô? Cá này cá hú kho với thơm. Nhìn con mực đã quá trời. Cái nước sốt này các bạn này nó kẹo luôn nhá, ăn rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để phát cơm. Trước giờ phát cơm thì mấy chú xe ôm sẽ quét dọn giúp tụi mình cái chỗ này cho nó sạch sẽ để bỏ cơm là đây, xe cơm tới rồi. Đây giờ sẽ đi đứng xuống dưới đi chị, đứng nối đuôi rồi. Một hàng thôi, cho ta đi, đứng nối đuôi rồi chị, cứ nối đuôi rồi. Cơm nhiều lắm không sao đâu, 300-400 phần không sợ thiếu đâu, ai cũng có. Đây giờ sẽ vận chuyển xuống. Để sát vô tường dùm em anh ơi. Đây. Mấy chị ơi đứng lùi xuống dùm em. Đứng lùi xuống. Chị ơi đứng lùi xuống dùm em. Bây giờ mọi người bỏ cơm xuống. Rồi, xuống cơm, bánh mì. Kem gì kem. Cô bác nào ra lãnh cơm thì đứng xếp hàng dùm nhá. Đứng một hàng thôi, đứng vô hàng dùm. Mỗi người nhận một phần nhá, một hộp cơm, một ổ bánh mì, một chai nước suối, một trái chuối, một trái cam nhá. Mỗi người một thứ một món thôi, không có nhận dùm. Đổ hết ra đi. Đây anh ấy đang đổ cam ra cái túi, đổ ra cái giỏ để cho mọi người lấy cho lẹ. Cam để cho bà con cô bác uống nước. Thì thưa cô bác anh chị, bữa cơm này của cô Châu Ngô có gửi để phát hồi hướng công đức cho người anh là Ngô Thiên Hào đang bệnh nặng, với mong muốn là người anh sớm được hồi phục. Cô Đặng Thị Ngọc Liên ở Melbourne gửi 500 Úc để hồi hướng công đức cho ông bà Đặng Văn Lợi, thì sẽ gửi cô Cường ngày hôm nay là 20 tháng 10 để làm cơm phát cho bà con cô bác. Rồi xong hết chưa? Rồi ai phát bánh mì, ai phát nước suối, rồi phát chuối, phát ấy. Cô bác tự lấy cơm nhá, ra xếp hàng em ơi. Mọi người không được phát sau lưng nhá, cứ để cho cô bác xếp hàng vô. Rồi cảm ơn. Mỗi người một trái. Không. Mỗi người một trái thôi cô. Một chai nước, một. Cô bác tự giác dùm nhá, mỗi người một chai nước, một trái chuối, một trái cam. Cảm ơn bà nhá. Mỗi người một hộp cơm, chai nước, trái chuối, ổ bánh mì. Ra xếp hàng em gái. Cô bác lấy cơm ra xếp hàng dùm. Rồi cảm ơn bà. Thưa bà, mỗi người một phần, tụi con không có thể cung cấp đủ cho bà nhiều phần được. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Mỗi người một phần để nhường cho những người tới sau. Mỗi người một phần thôi, một chai nước, một hộp cơm, một trái chuối, một ổ bánh mì, một trái cam. Nhận xong vào thông báo những người khó khăn trong nhà thương ra lấy em ơi. Mấy em trong nhà thương vào thông báo những người khó khăn ra nhận nhá. Bệnh viện Nhi Đồng là một cái bệnh viện cũng là tuyến cuối. Đi con. Rồi trái chuối ăn hả? Mỗi người lấy một phần thôi nha. Mỗi người một phần. Cô lấy xong rồi đi ra ngoài cho người sau còn tiến lên đỡ bị kẹt. Người nào lấy xong rồi đi ra dùm cho người khác lấy. Qua thua luôn á. Chị xếp hàng em sao chị? Em gái ơi, em gái xếp hàng. Không, xếp hàng không có được lấy ngang nhá, đừng có, không có cho chen ngang đấy. Ai lãnh cơm thì vui lòng ra xếp hàng dùm. Ai lãnh cơm thì vui lòng ra sau xếp hàng dùm nhá. Đi múc sau á. Quá trời quá đất thì lấy. Ai lãnh cơm ra sau xếp hàng dùm nhá. Rồi, xin cảm ơn. Em gái ra đằng sau xếp hàng dùm. Chồng em ở trong phòng cấp cứu á. Không giải quyết được hai phần, mỗi người một phần, em tiến tới. Mỗi người một phần đi vào đi chị ơi. Mỗi người một phần thôi em, đừng có lấy nhiều, người sau không có. Lấy một lần thôi nhá, đừng lấy nữa nhá. Lấy hai lần rồi đó. Lấy một lần thôi nha, để ai khó khăn thì lấy nha, ai có điều kiện thì nhường cho những người khó khăn hơn mình. Mỗi người một phần. Rồi, cảm ơn. Cô bỏ lại, cô bỏ lại. Lấy lần thứ hai rồi cô bỏ lại đi. Cô bỏ lại, anh lấy dùm lại, bỏ lại cho người khác. Đông người lắm cô. Cô vô đi, cô lấy một phần thôi. Ra xếp hàng dùm con. Mỗi người một phần thôi mấy cô chú ơi. Lấy nhiều người sau không có. Ra xếp hàng con bà ra sau này, xếp hàng lên có đi. Xếp hàng vô đi bà ơi. Hãy lãnh rồi thôi đừng xếp hàng nữa. Để cho người khác nữa nha. Ra phía sau kìa. Có mặt đặt tên chị ơi, mình đừng có, em không có phát dùm đấy. Bây giờ em cho chị 500 phần, chị có ăn hết không? Không ăn hết đúng không? Bây giờ mà người sau xếp hàng không có nên là mình đừng làm thế. Mình biết mình thôi. Cái tại số đừng đổi trời nước cơm với nước rồi. Mỗi người một lon. Bà lấy chuối, lấy cam bà. Lấy số nè. Rồi. Lấy đi, bà lấy gì hết không? Lấy cơm đi nha. Lại em ơi. Các bạn ơi, một vòng rồi. Xin dùm nữa rồi. Một cái chuối em ơi. Các bạn gặp vậy. Các bạn vô, mẹ ơi. Đi đằng sau nè người đã. Đi luôn, đi lên luôn. Lẹ lẹ đi. Mỗi người một phần, một hộp cơm, một chai nước, một trái chuối, một ổ bánh mì, một trái cam. Cam đi cho chuối à. Đi coi. Con đi ngang qua đây ta chấp quay pin đồ không? Một trái mỗi người một trái thôi. Phải nói. Một người một trái thôi. Thẳng dưới luôn. Cô bác lấy cơm vui lòng đứng xếp hàng dùm nhá. Mỗi người một món, lấy chuối lấy cam đi em. Vòng đây nè, vòng ra đây nè. Đi xuống sau để xếp hàng lên. Mỗi người một trái á. Rồi con lãnh rồi đi ra đi. Con lãnh rồi nó đi ra đi, một người một phần thôi. Mỗi người một phần thôi cô, một trái thôi cô. Mỗi người một trái. Ai gấp 20 à? Rồi lộn luôn. Rồi người nào xui nổ lụm. Mỗi người một trái thôi. Mỗi người một trái chuối, một trái cam, một chai nước, một hộp cơm, một ổ bánh mì. Em gái một phần thôi. Mốt tự lấy nha. Lấy lẹ lẹ em trai. Lấy lẹ còn cho người khác nữa. Làm cái hàng đó đi. Chuối. Chuối nổi. Để đi. Rồi, mỗi người một cơm. Không. Rồi, tới. Đâu? Mỗi người một phần. Đổ lửa nữa. Không phải nhà hàng đổ lửa. Bỏ cơm xuống, bỏ bớt xuống. Lấy một phần thôi chị. Bỏ cơm thôi. Cùng cảnh nghèo khổ đi bệnh viện với nhau mà mình lấy nhiều người sau không có ăn. Dạ cảm ơn. Quẹo cô đây chị. Tuấn Dương bữa nay đổi về đây phải không? Cảm ơn em. Dạ dạ cảm ơn. Không được. Quay nè. Đi đèn tới đường hả chị? Có đường đi mà quý vị là em nhắm trong cái máy để quay. Đừng lựa nha. Đây. Lấy cơm đúng không ạ? Vui lòng xếp hàng dùm em, chỗ này là người ta tiền đấy. Đi cuối hàng dùm. Một phần à. Mỗi người một phần thôi mấy anh ơi. Rồi cảm ơn. Rồi tiến tới đi cô cho người sau còn bước lên. Lấy xong tới luôn rồi. Rồi tiến tới. Cô bác nhận xong tiến tới cho người sau còn lấy. Của thầy ấy anh. Chú ơi, mấy nhà hàng đâu lựa chú. Rồi mà có một món một à, không lựa. Rồi, giờ muốn ăn món gì mai đặt đi, làm ra luôn. Bỏ lửa. được nữa, nhà này bánh cơm nè. Thôi đi đi. Ăn bánh vòng xuống sau chưa? Vòng xuống sau đây, vòng xuống sau đây nè. Ra đây nè, đi vòng vô phía sau ơi, sắp hàng đó em ơi đi. Đó em ơi. Ra sau ơi, sắp hàng rồi, ra sau xếp hàng. Đi ra vòng ra đây. Ra sau xếp hàng đi rồi lên. Đó, vòng ra đằng sau xếp hàng lên, để vòng hết đằng sau đi. Nhiều lắm mà ăn 3 ngày không hết luôn. Mỗi người một cơm. Không mua giùm mà thôi, đi vô mình khác lạnh. Một hộp cơm, một chai nước, một trái chuối nhá. Một rổ bánh mì. Một phần thôi, mỗi người một phần thôi em ơi. Vòng đi sau hết á. Còn nhiều lắm, vòng đi sau đây nè. Em ơi lấy xong rồi tiến tới cho người sau mình bước lên. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn mấy chị. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Con nghĩ gì? Đi vòng ra sau rồi. Chạm đầu người ta luôn nè. Vô vô vậy. Đấy nè. Xếp hàng. Mày biết rồi, tôi đi xếp hàng chứ tôi có đi đâu. Cảm ơn nhiều. Xếp hàng dưới kia nè. Đàng hoàng chuyện khó dễ không? Bỏ bóng nhẹ thì đứa nè. Đó, phía sau chứ bạn em. Để sau lên thằng lấy cơm đi đi. Mà chen léo lên đây tôi không cho à. Những ai mà đang đeo giỏ mà có người chen ngang trước mặt mình đó là cẩn thận, mất đồ đó cô bác. Lấy cơm đi, lấy cơm đi con. Họ đi vô thì đánh xong đi vô lẹ lên cho người khác lên. Để dưới. Đây, nhiều lắm. Đằng sau chứ bạn ở đây. Mỗi người một phần dùm. Qua luôn con. Ở đây tao tới từ 3 giờ rưỡi sáng luôn á. Quá là lớn rồi, giờ trễ rồi, cái gì sớm cho mấy người cái gì đâu. Trễ rồi. Nhẹn không bên đây nấu cho. Nấu bao nhiêu đi phần. Sẽ đúng hàng đi cho. Không biết. Không mà chị Trang không được chị ơi. Giờ chị Trang hàng rồi đó. Trang cái đầu ra đâu nói. Mỗi người còn cơm một nước túi luôn. Mỗi người một phần đi mấy cô ơi, để chia sẻ cho người tới sau. Cô quay lại đằng sau còn nhìn rất nhiều người, mình lấy 2 phần thì người sau không có ăn. Nhưng mà ví dụ 2 mẹ con cô có ăn thì cái người xếp hàng đứng sau đây không có gì. Nhường nhịn đi cô. Ra xếp hàng dùm, ra xếp hàng dùm em ơi. Lấy cơm rồi ông lấy cơm mà. Mỗi người một phần em ơi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Mấy em ơi đi vòng ra ngoài xếp hàng dùm anh đi. Ông đi rồi mà ông đi đợi nhà nước ông xin đi. Lấy cơm đi em. Ra lấy cơm không lấy cơm à? Vào ra sau đi bé. Rồi cảm ơn mấy cô nhá. Vào thông báo với người trong nhà thương ai khó khăn ra nhận. Ra xếp hàng dùm. Mỗi người một phần. Không mình lấy lại mình hai người kia nhờ không. Rồi tiến tới đi chị. Quán mình ở đâu rồi? Đi trên thành. Ủa nãy chị lấy rồi. Nãy chị lấy rồi. Ở đây là nhớ nha. Nhớ cho bạn nhớ đâu mà để như vậy thôi. Thẳng là sao luôn. Ra xếp hàng dùm. Chén trước mặt đã kìa. Hết chồng nha con dạy. Rồi. Thẳng ra sao luôn, thẳng ra sao luôn. Thẳng ra sao nè, chị ơi. Chị đi đâu đấy ạ? Lấy cơm thì xếp hàng dùm em. Xếp hàng dùm em. Cô đi ra sau xếp hàng dùm con cô. Ra sau xếp hàng dùm con. Đợi với mình à. Không tới thì mày tới. Hôm nay em tới thì mày tới. Tôi không nhòi nhức lưng lắm rồi á. Mỗi người một phần tiến tới đi cô bác ơi. Thẳng ra sao luôn, hãy cho mày lấy chứ, thẳng ra sao luôn à. Mỗi người Đây, em gái các bạn nhìn này, lấy tới 2 phần lận đó rồi. Em ơi, dễ thương quá. Em lấy người sau không có nhá. Mỗi cô chú một hộp cơm, một chai nước trái chuối. Còn cam không em? Hết cam rồi, rồi. Xếp hàng đi chị gái ơi. Anh ấy ra sau xếp hàng dùm đi. Hàng này lâu quá chứ hàng ơi. Ê, lâu quá chứ hàng lại. Lấy đi. Rồi hết chuối. Rồi hết con, hết để bóng luôn. Mỗi người một phần nhá, một hộp cơm, một chai nước đi, chuối hết rồi. Chị ơi, mình lấy cơm thì ra xếp hàng dùm em. Không lấy cơm cũng xếp hàng, lấy nước suối cũng phải xếp hàng luôn. Không có cho ngang vậy. Rồi lấy cơm dùm luôn. Ra xếp hàng, dùm. Hết cơm rồi, hết cơm rồi, nè, uống nước đi. Rồi một mình nữa cô. Đây hiện nay còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khoảng 10 người ra thì hết cơm. Đây cô lấy nước đi vào. Đấy cô thấy con nói đúng không? Nếu mà cô lấy 2 hộp cơm ấy thì những người sau này không còn nữa. Cô có chai nước rồi đó. Cô có rồi. À vâng. Rồi. Mai ăn cơm nhà. Hết cơm rồi, bà con. Hết cơm rồi bà con vô căng tin mua nhá, hết cơm rồi. Không còn nữa. Đây vẫn còn chừng khoảng 30 người nữa đi ra, nhưng mà thông báo hết cơm thì bà con cô bác quay lại. Thì hồi nãy cũng có một vài người là lấy tới 2 phần lận, nhưng mà đông quá, nói chung là cũng khó kiểm soát các bạn ạ. Có mấy anh em mình thôi làm không có xuể. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Một số người ra nữa không còn cơm các bạn. Cỡ khoảng 50 người nữa ra và không còn cơm hết rồi. Ngày mai nhá mấy chị. Sáng mai 10 giờ mời mọi người có mặt nhá. Giờ tụi mình đi về. Rồi ngày mai qua nhá,